Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2022. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến mọi người tử vi chi tiết của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2022. Qua chương trình, mệnh chủ có thể hiểu rõ về sự nghiệp, tình duyên, gia đạo, sức khỏe, sao chiếu mệnh và nắm bắt được những điều tốt, xấu trong năm 2022 để từ đó có những sự chuẩn bị tốt nhất. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi theo dõi video để tìm hiểu về tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi để có được một năm mới may mắn và bình an. Và đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, Thái Tuế năm 2022 Nhâm Dần là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Sau đây, kênh Phong Thủy Huyền Không sẽ giới thiệu tổng quan vận mệnh của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2022. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có thể được thành công. Mệnh chủ Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Gia chủ tuổi Kỷ Hợi trọng chữ tín, sống phóng khoáng, là người có ơn tất báo và luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi còn tỏ ra lạnh lùng. Về địa chi, Hợi Dần nhị hợp, có mối quan hệ tương hỗ nhau trong mọi lĩnh vực. Về thiên can của gia chủ tuổi Kỷ Hợi, trong năm 2022 Nhâm Dần, có thiên can Kỷ âm thổ, gặp Nhâm Dương thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Khi mệnh chủ làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Tháng may mắn năm 2022 của gia chủ tuổi Kỷ Hợi là tháng 1 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 Nhâm Dần cho tuổi Kỷ Hợi, tuổi hợp với mệnh chủ là những người sinh năm 1963 Quý Mão, 1975 Ất Mão, 1987 Đinh Mão, 1967 Đinh Mùi, 1979 Kỷ Mùi và 1991 Tân Mùi. Trong năm 2022, nam mệnh Kỷ Hợi sẽ gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim và cũng chính là sao hạn mang lại những điều không may. Bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng thì rất dễ bị hao táng tiền bạc, đa sầu, đa cảm hay bệnh tật và khổ thiệt thị phi. Sao này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp hoặc sẽ có nhiều phiền muộn trong lòng. Ngoài ra thì người gặp sao này cũng cần phải chú ý đến các bệnh về máu huyết và tai mắt. Những người mệnh hỏa và mệnh kim khi gặp sao này sẽ nguy hiểm hơn. Còn với nữ mệnh năm nay gặp sao kế đô chiếu mệnh, sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân trông coi. Kế đô là sao tam cửu khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế năm nào gia chủ bị sao kế đô chiếu mệnh xem như năm đó bị xấu.
đặc biệt sẽ ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ. Riêng những người có thai hay sinh đẻ trong hạn sao này thường ít bị ảnh hưởng. Gặp hạn sao này mưu sự thường khó khăn, thành ít bại nhiều. Tuy nhiên nữ giới thường kỵ nhiều hơn nam giới, cần chú ý tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Quý vị thân mến, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ dâng sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng dâng sao giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ năm 2022 cho tất cả mọi người, đặc biệt là quý gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Để đăng ký tham gia nghi lễ dâng sao giải hạn, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí. Mọi người hãy liên hệ ngay từ số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình để đặt lịch tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà gia chủ đang gặp phải. Trong năm 2022, mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ cần cẩn trọng chú ý trong tháng Ất Tỵ, tháng 4 âm lịch, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Kỷ Hợi. Vào những ngày này thì cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào những ngày này có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung gia chủ tuổi Kỷ Hợi không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình, kênh Phong Thủy Huyền Không sẽ chia sẻ chi tiết vận trình của mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, quan vận. Xét tử vi năm 2022 nhâm dần của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, tinh thần bản mệnh bất ổn sẽ chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Năm nay, tuổi Kỷ Hợi có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các năm trước. Tuy nhiên, mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe sẽ quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho gia chủ để mọi người có thể nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn sẽ rất được lòng đồng nghiệp và tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này bản mệnh nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp gia chủ lấy lại được tinh thần. Để mọi việc được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Kỷ Hợi hãy mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm sẽ giúp mọi người xua đuổi thị phi, vận hạn, hung tinh và kẻ tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho mệnh chủ. Đặc biệt với năng lực ngưng tụ thiên, địa, nhân, vòng sẽ giúp gia chủ kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và chiêu mời quý nhân phù trợ trong năm 2022. Thứ hai là về mặt tài lộc, tiền bạc. Năm 2022, gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bản mệnh sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà gia chủ chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên cũng cần chú ý vì năm nay có dấu hiệu phá tài. Nếu bản mệnh không biết cân đối tài chính thì tiền sẽ không cánh mà bay. Thời gian này gia chủ có thể cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc gia chủ cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2022, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm cũng như trang sức hộ thân có tác dụng hỗ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích hoạt tài lộc, may mắn, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt, vòng còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Thứ ba là về mặt tình cảm, gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh sẽ lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm.
Với những người đã lập gia đình thì không dành nhiều thời gian bên nửa kia khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Bản mệnh hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. Để có thể kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt quý gia chủ còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Nhâm Dần. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Kỷ Hợi trong năm 2022 không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Kỷ Hợi có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bản mệnh đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do tính chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Gia chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng và nên chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Thời gian này, mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Huyền Không tìm hiểu rõ vận hạn của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Nam mệnh tuổi Kỷ Hợi năm nay gặp hạn tam kheo. Nhắc đến niên hạn tam kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt để phòng tay chân. Có thể hiểu rằng tam kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, gia chủ cần chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân, nhẹ thì đau nhức, mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Chú ý khi tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn, nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, coi thường. Đặc biệt, người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an, lo lắng. Còn với nữ mệnh Kỷ Hợi năm nay gặp hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau: Thiên tinh phải mắc dạ tai, ngục hình. Thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa và đường ruột. Nếu bị ngộ độc thực phẩm mà không kịp điều trị thì dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất đối với nữ mệnh. Sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Gia chủ cần biết hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng. Công việc làm ăn không chính đáng sẽ vướng vào vòng tù ngục, tội phạm. Gia đạo bất hòa, tai bay vạ gió, bị người khác vu khống, hãm hại. Trên đây, kênh Phong Thủy Huyền Không vừa chia sẻ với quý vị về vận trình tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Mệnh chủ trong năm nay nên sử dụng vòng bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật mang lại sức khỏe cho gia chủ, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân, hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là mệnh chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc thực hiện trong tháng hoặc tử vi các con giáp năm 2022, quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, mọi người đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông
để không bỏ lỡ những video mới nhất của kênh. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.